keyboard. Anh Châu là guitar trưởng. Anh Quang là anh bác, anh Minh và anh chạy đâu mất rồi. Dạ, đây là anh Quang, là anh Quang. Và anh Dân, tức là anh Dân, tức là chơi guitar hard jam. Chúng tôi còn thiếu tay trống nữa, nhưng mà chúng tôi không biết bổ sung xong. Và một người nữa mà chúng tôi xin giới thiệu là anh Minh. Anh Minh đây là camera. Sau cái buổi văn nghệ này của chúng ta đó, thì chúng ta có thể 24 giờ sau thì chúng ta lên YouTube, chúng ta sẽ thấy rằng cái sinh hoạt của chúng ta, chúng ta được xem lại tất cả hoàn cảnh lại của chúng ta ngày hôm nay, và cả thế giới có thể nhìn hình ảnh các anh chị hát trên YouTube. Ok, thì bây giờ mở đầu chương trình, chúng tôi sẽ có một màn một ca, đó là bài Ta Vui Ca Lên. Mời tất cả các ban nhạc, TMC và khách lên đây đứng, chúng ta cùng hát. Dạ. Đây có cái sheet nhạc các anh chị nào thiếu là lấy. Dạ. Em thấy gì mà anh đi, em thấy gì mà anh đi. Bản này chúng ta hát hai lần, hát lần đầu rồi dạo rồi theo lần sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.